Đó, hai chiến này đang lên cầu nè. Đó, bãi lụa này mới trúng ha, mình thấy ghe ngoài hòn bên hòn á chạy ra đây xịt có đang không luôn. Bãi này bãi mới á. Đang dạo nè. Đó, chiến này cũng mới lên nữa nè. Quá trời luôn rồi. Vô mánh mé này luôn rồi. Đang dạo ăn sao này cũng mới xuống cầu xong á, thấy đóng ấy còn ha. Đó, xuống cầu xong chạy qua mặt chiếc này luôn nè, dữ chưa? Trời giác này cũng sắp tối rồi, chuyển mưa nữa bạn. Sổ đuôi á, giật lên miệng cầu treo lên trên á, giật lên cái buông ra cái sổ đuôi. Đó, sạch rồi đó, bắt đầu lên nè. Ồ, nhiều dữ à. Ồ, đang đổ ra nhiều, cũng nhiều quá bạn. Cái này chắc sạch dữ lắm luôn. Cái đó theo cái đó mình đoán cũng cỡ mấy bao quá, cũng có 3 4 bao quá bạn. Rồi kéo xuống, kéo xuống rồi bắt đầu nhóm gà tới, bắt đầu hai người mở hai cái móc liền xuống. Xem bên này liền cào ha. Đó, bắt đầu chuẩn bị liền xuống nè. Đó, bấm lên ga. Đó, anh này cũng đang lấy cào nữa đây. Đó, ghe vỏ này đi thấy hơi đông á bạn. Này chạy quá chạy luôn. Tiếng máy tới đây còn nghe hi hi. Chúng đồ mà phải chạy cỡ đó chứ. Chạy yếu yếu là tay cào hết á. Đây có xịt khói đèn gì đó như manh nãy vậy đó mới đã. Đó, nhìn rất là vui luôn ha. Đó, đang dạo qua. Đó, đập bận luôn. Đó, kéo lên các bạn, cũng nhiều quá bạn. Đó, chiếc này nhiều quá nhiều luôn rồi. Đó, đổ cũng dùng cái dàn xề luôn á chứ không ít đâu đó. Quá vui mấy anh em cào à. Rồi chuyển mưa tới luôn rồi. Đông vui chưa? Chứ nãy chạy là muốn hết ga không? Ai cũng tranh thủ cào được nhiều hết trơn ha. Bây giờ mình tắt máy các bạn, mình kéo cào ra gấp xíu nữa mình quay tiếp cho các bạn xem ha. Rồi chiếc này chạy phun khói. Dữ dằn thiệt chứ. Đó, sàn ra rồi xúc vô bồi ra, thảy ra đằng trước các bạn. Nghe khối đi kìa. Cái này cũng tốt ha, mình thấy đen xì à. Bãi mới mà, bãi mới lụa sò hến rồi kia là cũng cho lỗi à. Chiếc này chạy kìa nè, đi rất là đông luôn á. Wow, ghe mới lại nhóc nữa bạn, như hay tin trúng á. Rồi bên kia mới chạy lại á. Họ chiếc này cũng đang đang lên cầu. Ừ,
Chiếc này thì đi nguyên gia đình luôn nè. Đó. Rồi mình thấy chiếc này khẩm á bạn, mình thấy trắng trắng rồi ha. Bẩn lưới ngay chỗ cái cabin trước á, sập giữa á. Có hến cũng nhiều rồi đó. Lụa chứ, cái này ở đây chắc lụa. Mới lấy cào xong đảo lại nè. Quá vui luôn. Đó, anh này đang lên cào á. Đó, đang dạo cho sạch sình á. Đó. Cái đầu đi ít người, chiếc này ít người á. Đó, đang lên nè. Lên luôn. Đi có hai người à, mình thấy ở ngoài có người à. Rồi hên chúng này mà lũ chúng này đi hai người làm mệt lắm. Đó đổ ra. Ra làm sao đạp á, rồi anh tài công đó vừa cầm cái cọng dây lô á ra tiếp luôn. Đó, bị một bánh nó sợi ra làm sao á, phải ra làm sao đẩy á, cho nó vô á. Đó đi hai người bằng cháy bố luôn rồi. Hến sạch ra xúc gan trước không mà còn đỡ. Trời luôn, nhìn chừng ghe kìa các bạn. Đó, giờ mình cũng đề máy chạy thả dài dài đi vô chỗ làm mà ha. Đó, mình quay từ chiếc kìa các bạn xem ha. Đó, làm cũng khỏe, bị sạch đó, sàn lên sàn rồi là nghỉ à. Đó, chiếc này khẩm luôn rồi nè. Quá luôn rồi. Quá trời khẩm luôn rồi chiếc này. Trời ơi, cây này dung trùng hết trơn luôn các bạn. Quá luôn rồi. Lúc luôn tới bè chụp con lươn chụp ở trên luôn rồi. Trời ơi vàng xệ kìa. Liếm nước luôn. Đó đèn chiếc nè các bạn. Đó đi nguyên gia đình ha. Đi hai vợ chồng với đứa con đó bạn. Đó thấy làm cũng khỏe ha. Đi đông á làm khỏe, lên cầu xong rồi bắt đầu ngồi hút thuốc các bạn. Đó ngồi hút nhịp giò rồi hút xíu rồi đảo lại rồi tới vòng rồi mới lên cầu á. Luôn rồi ghe vỏ thấy vỏ nhiều quá đó, sang kia mới chạy lại nhóc luôn kìa, xịt khói không luôn đó. Đây tới tối là ghe lại đây là chắc bật đêm mở đèn lên cái là sáng luôn á. Xì khói luôn, quá luôn rồi.
Dạ vui dữ luôn á bạn. Rồi chạy lên cầu này xịt khói đen luôn. Đó, anh này đang lên cầu á. Phải nói là lâu dữ lắm rồi mình mới thấy cảnh mà anh em trúng lụa á bạn. Phải nói là rất là vui luôn. Đó. Quá trời luôn. Bây giờ tối là ghe lại đây đông dữ dằn luôn á. Sắp tối rồi. Xem chiếc này lên nhiều không ha. Wow, nhiều quá. Chiếc này kéo nhiều nè. Đó, lên một khúc luôn các bạn. Quá luôn rồi, nhiều hơn mấy chiếc nãy luôn. Đó, nãy giờ mình quay cũng nhiều chiếc rồi, thấy chiếc này kéo là đồ nhiều nè. Lụa này chạy cũng có lằn ha. Chạy chịch lằn thì nó kéo ít đó các bạn. Đó, bên kia cũng lên cầu luôn rồi. Wow, đóng là quá xá luôn rồi. Đó, nghe nói cũng một bao quá. Mấy này mình hỏi mình gặp ông anh của cái cạo này nó bán bao quá. Bao cũng đâu 100 mấy 200 vậy các bạn. Bây giờ mấy anh em làm quá làm luôn. Trời ơi ghê coi kìa. Đó, vui chưa? Quá vui luôn. Ở chỗ này bị gì gách cào bây giờ thấy thả trôi giá rồi. Gách cào các bạn chạy cây đầu kia đó, đá đồ kia trà đổ dưới á, nó quẹt vô cái cào á, cái gách mình phải đậu lại, mình cắt miếng lưới cho vừa vậy đó, đắp mình lẹo vô rồi bít lại chạy tiếp á, chứ không rồi chạy rồi nó lọt ra ngoài hết á, chứ thôi là sình vô nhiều quá nó bị tét á, nó bể cào. Ờ, xem chiếc này lên nhiều không ha, chiếc mới vừa rồi lên quá nhiều luôn. Máy mình chống rung hơi dở các bạn, hơi còn rung lắc, các bạn xem thông cảm giùm á. Chuẩn bị lên nè, xem cái chiếc này cái thành quả hay là được nhiều hay là ít đây. Rồi chiếc này ít hơn nãy rồi. Nhiều quá bạn, nhưng mà không bằng chiếc hồi nãy á, chiếc nãy nhiều lắm. Đây anh này thì cũng tới lượt lên cào đây, anh này nãy giờ chạy cũng dữ lắm luôn à. Khè khè luôn. Đó, không có xài độc quá, xài nguyên cái lông móng luôn, tóm ngang luôn các bạn. Xem anh này có nhiều hơn hai anh kia không ha. Đó, một bánh nếu kéo lên mà thấy mà chị xuống là rồi vô mánh rồi đó. Xem lên coi nhiều không đây. Rồi cũng nhiều quá bạn. Im, kéo vậy là im rồi đó. Rồi liền xuống chạy tiếp á. Quá rồi. Anh kia lên cào lia chia hết trơn luôn. Ồ cái này nói chung là đua với nhau chạy luôn rồi. Ồ dở cái ca chạy qua mặt chiếc bên kia luôn. Quá dữ. Vui cực kỳ luôn á bạn. Coi kìa. Đó anh này lên cào rồi, miếng cào bị chéo rồi. Đang lộn lại á. Đó anh này thì đi 4 người bon nè, anh tài công nữa là 5 nè. Đó vỏ nhìn cũng rất là đẹp á. Quá mới trúng các bạn, giá này là 5 giờ rưỡi á, đang trúng. Trúng khoảng là 5 giờ rưỡi á. Còn ngay chỗ địa điểm là gần cống Bình An nha các bạn. Đó mình nói địa điểm vậy thôi. Đó lên cào đó nhiều quá. Đổ lên mà thấy một khúc gì là vô mánh rồi đó. Đó
dữ rồi, siết rồi, siết liền cào xuống lên chạy nữa mà. Nhanh tay thì còn, chậm tay thì hết á. Quá vui luôn. Có dịp mình sẽ đi theo á, mấy anh em này mình trải nghiệm, mình quay với các bạn xem á, con sò, con lộ, con hến như thế nào á. Mình cũng khoái lắm, khoái đi mấy chiếc vỏ mà còi sò, còi lụa, còi hến đâu kia lắm. Mà mình chưa có dịp đi á bạn. Ở anh này thì vẫn như cũ á, xịt có đang hoài chơi tới vậy. Cứ liện cào xuống thì cần ga đẩy cứng ga thôi. Đó, tranh thủ mà. Đó, hay tin trúng mà mấy anh này nè, trong bờ mới chạy ra ha. Mấy này là trong Đình Quỳnh hoặc là Hòn Quéo á bạn. Đó, trong Đình Quỳnh hoặc là Hòn Quéo đang chạy ra, đi cái hướng này á, là chỉ có hai trong đó chạy ra thôi. Đó, chạy dữ lắm luôn à. Rất là vui luôn á. Ở chiếc này thì đang chạy ra chưa bỏ cào á. Xiết ra đi. Đó, chạy lẹ ra, không phải là nhanh tay thì còn, chậm tay thì hết. Đó, chiếc này bỏ cào rồi á. Bỏ cào chưa đây? Thấy con dây đuôi á, sao rồi? Hình như là bỏ cào rồi á. Đó, chạy cào là cỡ đó đó bạn. Chiếc này thì cái đuôi còn treo lên, chưa bỏ cào á.